được trang bị giam cực khủng. Có vẻ như Google sẽ có nhiều nâng cấp cho phiên bản Pixel 4 XL đặc biệt này. Hiện tại, chúng ta đang chờ đợi Pixel 4 và 4 XL với mức ram 4GB và có thể bản XL lên tối đa mức 6GB nhưng phiên bản có mức giam lên đến 8GB là rất đáng ngạc nhiên. Trong khi hầu hết các hãng smartphone đều nâng cấp thiết bị với giam tăng lên hàng năm thì Google vẫn trung thành với mức giam 4GB. Gã khổng lồ tìm kiếm muốn khẳng định thiết bị Android của mình không cần các thông số kỹ thuật đột phá mà vẫn hoạt động tốt. Tuy vậy, người dùng xứng đáng để có được mức cấu hình tốt hơn với giá của một flagship. Thông tin dò dỉ từ Geekbench cho thấy, một phiên bản Pixel 4 XL sẽ được trang bị RAM 8GB và hỗ trợ kết nối mạng 5G. Thiết bị này dùng chip SM8150 có thể là Snapdragon 855 hoặc 855+. Bên cạnh đó, Pixel 4 XL 5G sẽ chạy Android 10. Máy đạt 721 điểm trong các bài kiểm tra lõi đơn và 2326 điểm với đa lõi. Kết quả này tương đương với OnePlus 7 Pro chạy Snapdragon 855, nếu thông tin này là chính xác, Pixel 4 XL 5G sẽ là thiết bị đầu tiên của Google xuất xưởng với RAM 8GB. Hy vọng bộ nhớ trong của máy sẽ lên mức 256GB. Dự kiến, điện thoại Pixel mới sẽ được Google ra mắt vào tháng 10 tới.